con nó vẫn nhận hàng bình thường. Đi qua này này, lên đi. Ông này báo thế. Gì đó? Hiện tại nhận cái tay. Tôi sẽ nghe anh biết. Đồng hồ. Nhìn chỗ đó mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, chưa thật. Báo quá. Đây này, con này ở đây này. Đây này, đánh động cơ đó.